Chà mạnh lên nghe ấm nóng lòng bàn tay lên. Đặt nhẹ vào mắt. Chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Thả lỏng cơ mặt ra. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay nhìn theo tay. Bắt đầu buổi tập nào. Vươn tay lên, hít sâu vào. À, tay thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu, vươn tay lên. Thở ra. Hít sâu, di chuyển có ý thức kết hợp hơi thở. Thở ra. Lần nữa nào, hít sâu, vươn tay lên, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. 5, 4, 3, 2, một thẳng cổ về trước, hít sâu, ngửa ra sau, thở ra, tập cổ, suy nghĩ vào cổ, trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải, thở ra, căng cổ bên trái, trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái, thở ra, căng cổ bên phải, trở về giữa, hít sâu, xoay nhìn phải, thở ra, liếc hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu, xoay trái, thở ra, liếc hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu, cúi xuống thấp bụng, thở, xoay bên phải lên trước, hít vào, xoay chậm chậm, tròn đều các hướng cổ. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Xoay đổi chiều. Đảo mắt, chớp mắt. Tập cho mắt linh hoạt. Tập cổ thì tâm trí tập trung vào cảm nhận cổ để đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng phục hồi các đốt sống cổ. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua đan chặt, kéo vào huyết, đẩy ra thở. Trở về thấy vào đẩy cao lên ngang mặt thở ra. Trở về hít vào đẩy thẳng tay lên thở ra. Hạ xuống. Trở về đổi tay kéo vào đẩy ra. Trở về kéo vào đẩy lên. Trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống. Trở về thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cành đầu gối, xiết cơ bụng nè, đặt cục gạch để cho dễ lên, đặt hai cục block hai bên đầu gối để cho mình nâng mông được cao lên. Nhấn mạnh tay xuống, xiết cơ bụng lại, nâng mông lên, hạ xuống, hai lên, hạ xuống, ba lên, hạ xuống, bốn lên, hạ xuống, năm lên, xiết bụng lại, nâng lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra, thả lỏng chân.
Sếp đợi chăm. Tập bài đỉnh của vai gáy. Những người đau cổ vai gáy, bài này rất là tốt, cải thiện tình trạng đau mỏi, thoái hóa cổ. Hai tay đan sau gáy, mở rộng khuỷu tay ra để căng lồng ngực lên. Hít sâu vào, cong lưng ra sau, hóp bụng lại, thở ra mắt nhìn rốn. Kéo nhẹ căng cơ cổ, cụp khuỷu tay, khép khuỷu tay lại. Nâng lên, hít sâu vào để căng lồng ngực lên. Thở ra để cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, thở ra. Hít sâu vào để căng lồng ngực lên. Thở ra để cong lưng ra sau, hóp bụng lại, thở ra. Hít sâu vào để căng lồng ngực lên. Thở ra cong lưng ra sau, hóp bụng lại, thở ra. Hít sâu vào để căng lồng ngực lên, giữ lại nào, mặt tươi cười lên, tận hưởng. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra để cong lưng ra sau, tập trung tâm trí vào cảm nhận sau từng đốt sóng cổ. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra. Mở khuỷu tay trái, xoay mặt nhìn lên. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, xoay mặt nhìn lên. Lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra. Hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra. Hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra. Cảm nhận sau rất tốt nào. Lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, giờ gập chéo khuỷu tay phải chạm vào đầu gối trái, thở ra. Mở khuỷu tay trái lên, nâng lên, hít sâu vào, thở ra. Mình tác động kích hoạt vào 6 chiều cột sống. Hít sâu vào, thở ra. 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 Hít sâu vào, lần nữa nào. Thở ra. Mở khuỷu tay trái lên, xoay mặt mình lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, thở ra. Gập chéo qua, xiết bụng, thở ra. Mở khuỷu tay phải lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, đặt tay lên vai, thở đi nào. Xoay khuỷu tay chạm về nhau, rồi xoay ra phía sau. Tập trung tâm trí vào cảm nhận khớp vai. Xoay cho biên độ khớp vai rộng ra, giúp cho khớp vai được linh hoạt hơn. Vai của mình gọi là ngã tư đường phần vai cổ. Vai cổ là đường đi từ tim đưa máu lên đầu não và đưa ra hai tay và đưa xuống hai chân. Cho nên mình gọi ở vai là ngã tư đường. Xoay đổi chiều, nếu như
ở chỗ ngã tư đường tắc Nhãn Thụy, máu lên não khó khăn, làm cho thiếu máu não, rối loạn tiền đình, mất ngủ, đau đầu kinh niên và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ, tai biến. Còn tắc nghẽn ở tay, ở chân thì làm cho mình bị tê tay, tê chân, đi đứng khó khăn, cầm nắm khó khăn, làm cho cuộc sống của mình gặp nhiều bất tiện. Rồi, tiếp tục nào. Hai tay vỗ về trước. Ra sao? Hai, ra sao? Ba, ra sao? Bốn, năm, sáu, thẳng lưng lên. Bảy, tám, chín, mười, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Thả lỏng tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra, hít thở sâu. Mời quỳ lên tập bài đỉnh của cột sống. Bài này rất tốt cho những người hay bị đau lưng, ngồi nhiều, dẫn đến tình trạng lưng bị cứng, đau, nhức mỏi, vôi gai, thoái hóa. Ban đầu mình ngồi ở tư thế kim cương, ngồi lui về cuối thảm. Tư thế kim cương là ngón chân cái của bàn chân phải sẽ chồng lên ngón chân cái của bàn chân trái. Sẽ chồng lên như vậy. Rồi đặt mông ngồi lên, hai tay đặt lên trên đùi, mắt khép lại, giúp cho ổn định thần kinh, tâm trí mình được tập trung hơn, điều chỉnh nội tiết tố, tốt cho hệ tiêu hóa. Chỉ cần những tư thế đơn giản như vậy nhưng rất nhiều lợi ích. Rồi để mình đo tay và chống quỳ lên bò mèo, khuỷu tay, hai khuỷu tay chạm vào đầu gối, đo lên thêm 1 gang tay, chống hai bàn tay rộng bằng vai, mở đầu gối ra, đầu gối chống rộng bằng hông, rồi xoay cái khuỷu tay xoay ra ngoài, mặt trong hướng vào nhau để bảo vệ khớp khuỷu tay. Vai mình ngay ở trên cổ tay, tay chân là 4 góc vuông. Rồi rút rốn nè, em rút cái rốn lên nè, rút rốn lên chắc cái cơ bụng lại, rút lên chắc cái cơ bụng lại, đúng rồi, không thả thòng bụng xuống. Tay chống, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn lên, thở ra, cảm nhận sâu vào cột sống. Từ từ ép cái lồng ngực xuống, ép lồng ngực để rướn lồng ngực, ép vào lưng giữa, lưng trên, không ép vào thắt lưng. Hít vào, thở ra, rút rốn lên, rút rốn lên, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, từ từ rướn cái lồng ngực, ép cái lồng ngực xuống, rồi kéo căng cuốn họng, thông ruột cổ, hàng vai với lỗ tai xa nhau, không rụt cổ lại, không bó cơ cổ lại, thở ra, rút rốn lên, cụp xương cột xuống, cụp xương cột kéo xương mu về phía mặt mình, thở ra, hít sâu vào, rướn cái lồng ngực, ép lồng ngực xuống đi nào, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, ép nó xuống, nâng xương cột lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn lên, xiết cơ bụng lại, thở ra, rút rốn lên, xiết cơ bụng lại, thở ra, hít sâu vào, rướn lồng ngực, ép xuống, rướn lồng ngực, ép xuống, rướn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, rút rốn, rút rốn, rút rốn lên, cảm nhận hai chiều cột sống, hít sâu vào, ép lồng ngực xuống, ép xuống, ép xuống, ép xuống, giữ lại nào, 5, 4,
3, 2, 1, thở ra. Kéo căng lưng lên, rút rốn, thở, rút rốn lên, siết cơ bụng lên. Thở ra, rút rốn, thở rất tốt. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình xoay nè. Xoay tròn ở đây, mềm dẻo cột sống. Hít thở sâu. Hít thở sâu, rút rốn lên. Xoay từ trái qua phải. Lui mông và xoay, tiếp tục nào bà. Xoay, lui ra sau và xoay lên. 4, 5. Cảm nhận rất là dễ chịu cho cuộc sống. Xoay đổi chiều lại. 5, 4. Tập thả lỏng cơ mặt, luôn luôn thả lỏng cơ mặt. Tươi cười lên, thần kinh mình thư giãn ra. Tập trung tâm trí vào cảm nhận hơi thở và cơ thể của mình đang hòa quyện vào nhau. 2, 1. Rồi lui mông về chạm gót tư thế em bé. Duỗi thẳng hai cánh tay, thở ra đi nào. Trương lên, mình cũng lượn từ bên trái lên. Hít vào, rồi lui mông về bên phải. Thở ra, tiếp tục nào. Trương lên, hít vào, lui mông về bên phải. Thở ra, hít sâu vào, lui về. Thở ra, rất tốt nào. Trương lên, hít sâu vào, lui mông về. Thở ra, trương lên, hít sâu vào, lui mông về. Thở ra, trương lên, hít sâu vào, lui mông về. Thở ra, rồi đổi chiều đi nào. Trương lên, hít sâu vào, lui về. Thở ra, trương lên, hít sâu vào, lui về. Thở ra. 3, hít sâu vào, mềm mại cột sống. Lui về, thở ra, lượn từ bên phải lên, rồi qua bên trái về. Thở ra, lần nữa nào. Trương lên, hít sâu vào, lui về. Thở ra, rất tốt nào. Mông chạm gót, trán mũi chạm sàn, duỗi thẳng hai cánh tay. Lượng cột sống lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Khép bớt gót chân vào đi nào. Khép bớt gót chân, duỗi thẳng mũi chân. Rồi tay mình hơi chùng xuống, vai mình thấp xuống xa cái lỗ tai ra. Rồi mở vai ra phía sau, đẩy lồng ngực về phía trước. Ngã vào lưng giữa, lưng trên, rất tốt. Rồi. Cảm nhận sâu vào lưng giữa, lưng trên. Lúc này siết mông, đùi, bụng, bảo vệ thắt lưng. Lui về, mông chạm gót, thở ra. Kéo căng 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 mông lui về và cánh tay bám dưới thảm. Kéo căng hai lực đối kháng nhau. Cảm nhận sâu lên cơ thể mình. Lượng cột sống lên, hít sâu vào. Lượng cột sống lên, uốn cong lưng. Kích hoạt cột sống. Cột sống là trụ cột của cơ thể. Cột sống khỏe thì cơ thể mình mới khỏe. Cột sống gánh tất cả nội tạng ở trên cơ thể mình. Cột sống mà bị cong, bị vẹo, bị thoái hóa, bị vấn đề gì đó thì chèn ép các cái dây thần kinh, kéo theo rất nhiều bệnh lý. Cho nên trong yoga giúp cho cột sống của chúng ta dẻo dai, linh hoạt, khỏe lên để cho gánh cái cơ thể của mình. Lui về, thở ra, đẩy lui mông về, thoát bụng, thở ra. Cho nên càng tập yoga, cột sống mình càng chắc, càng khỏe, càng linh hoạt thì người mình nhìn trông trẻ trung ra liền. Trường lên, lần cuối nào. Hít sâu vào. Một người có cột sống không khỏe thì không thể nào mà trẻ được. Cột sống đã có vấn đề về bệnh, kéo theo rất nhiều bệnh lý.
Và những người không tập, cuộc sống có xu hướng sẽ cong 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 về phía trước. Thì làm sao mà trẻ được khi một người mà cuộc sống mình cứ đi đứng nó cứ cơm cơm cơm. Cho nên chỉ cần tập trả cái lưng, cuộc sống mình trở về, thẳng trở về là đã trẻ ra bao nhiêu tuổi rồi. Lui về thở ra rút rốn, lui về hớp bụng thở ra, trán mũi chạm sàn, mông chạm gót thở ra. Thả lỏng tay vai, thả lỏng cổ, cuộn từng rốn sóng lên đi nào, rút rốn rút rốn rút rốn, cuộn lưng lên mông ngồi trên gót, đầu lên sau cùng, về tư thế kim cương ban đầu. Mời ngồi xuống, duỗi hai chân về trước. Thẳng gối đứng hai bàn chân lên. À, mũi chân hướng về phía đầu mình. Tư thế này gọi là tư thế cái kẹp. Tư thế trả lại của tư thế rắn hổ mang. Vươn dài đỉnh đầu ngồi thẳng, lưng ưỡn lồng ngực. Vươn hai tay lên, hít sâu vào, vươn thẳng cột sống ra dài đỉnh đầu. Trường người tới gập xuống thở ra, đẩy lùi mông mình ra phía sau. Người vươn dài về phía trước, cảm nhận lực đối kháng nhau. Mông thì giống như ai kéo ra sau, còn tay, vai và đầu giống như ai kéo về phía trước. Vươn tay ra, nâng lên, hít sâu vào. Trường tới đẩy lùi mông ra sau, hớp bụng thở ra, ép xuống thở ra. Nâng lên, vươn tay cắn người lên, hít sâu vào. Trường tới rướn lồng ngực tới, rướn lồng ngực trước, rướn lồng ngực đi, ép cái lồng ngực đi, ép lồng ngực. Mông thì lùi ra phía sau, ép dài lồng ngực tới để cho bụng dưới, bụng trên, ngực chạm chân, rồi từ từ mới thả lỏng cổ, buông đầu xuống thở ra. Hai lần nữa nào, lên, hít sâu vào. Trường dài tới đẩy lùi mông ra phía sau, hóp bụng lại, thở ra. Hớp bụng ép sâu thở ra. Hớp bụng ép sâu thở ra. Lần cuối nào, lên, hít sâu vào. Trường tới vươn dài tới thở ra. Vươn tới vươn tới vươn tới. Hớp bụng đẩy lùi mông ra phía sau, gót đẩy căng về phía trước. Mũi chân hướng về phía đầu, rướn lồng ngực kéo cho thẳng cột sống. Thở 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên, hít sâu vào. Mở hai chân ra rộng bằng vai, vẫn vươn tay lên cao. Rồi xoay người qua bên phải, chống cái bàn tay phải thẳng hàng với bàn chân trái. Chống qua thẳng hàng với bàn chân trái luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chống tay trái thẳng hàng với bàn chân phải, vặn người cúi xuống thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Rồi xoay qua bên trái, tiếp tục chống hai tay song song với hai chân, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống thở ra. Trường dài người ép xuống thở. Lên, hít sâu vào. Xoay qua phải, chống tay vặn người chung tay, cúi xuống thở ra. Lên, hít sâu vào. Xoay người qua trái, thở ra. Vặn người giúp cho cột sống được linh hoạt, tay chân linh hoạt chắc khỏe, và đồng thời đào thải độc tố ra bên ngoài. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau. Trường dài tới thở. Lên, hít sâu vào. Xoay người qua phải, thở ra, chống hai tay xuống, vặn người chung tay thở ra. Lên, hít sâu vào. Xoay người qua trái, chung tay vặn người,
xiết bụng thở ra, nắng lên hít sâu vào, trường người tới gọt xuống thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, trường dài tới ép xuống thở ra, lần cuối nào lên hít sâu vào, xoay người qua phải, trùng tay vặn người, xiết bụng thở ra, đặt gót chân xuống, vặn tới 5 4 3 2 1 lên, hít sâu vào, xoay người qua trái, vặn người, chùng tay cúi xuống, xiết cơ bụng lại, thở ra, chùng tay cúi xiết sau bụng, thở 5 4 3 2 1 lên, hít sâu vào, trương người tới ép xuống thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, trường dài người về phía trước, ép xuống thở ra, giữ 5 4 3 2 1 lên, hít sâu vào, tiếp tục nào, chân trái giữ thẳng, bắp chân phải qua đầu gối bên trái, bắp cái chân phải chống qua ngay đầu gối, đúng rồi, tay phải chống ở sau lưng, chống tay phải sau lưng, hít sâu vào, trường người tới, mình rướn lồng ngực lên, rướn lồng ngực lên, rồi hóp bụng lại, đưa tới khuỷu tay trái ép qua bên đầu gối, đúng rồi, ép qua đầu gối, rồi dựng tay đó và mở vai phải ra sau đi nào, xoay cái vai phải ra sau, đúng rồi, thở ra, mở ra sau, thở ra, vai xoay đến đâu cầm xoay theo đến đó, hóp bụng lại, thở ra, giữ lại, tập trung ý thở sau, 5 4 3 2 1, giữ tay trái đó, giờ tay phải dời về phía ngang với hông mình, rồi chống tay xuống dưới sàn, nhìn cô đi, nhìn cô xem cô hướng dẫn trước, ngang tay phải chống ở đây, mình co tay trái lại, co tay trái lại, đi luôn tay phải trái vào trong chân phải, luôn cái tay vô, luôn vô, à, rất khó, cho nên ai mà luôn tay được chứng tỏ tay chân mình mềm dẻo. Rồi xoay tay phải ra sau, nắm cho được tay trái, thở ra, mở vai xoay, thở ra, xiết bụng xoay, thở 5, thẳng lưng lên, rất tốt, giỏi quá vậy, 4, giỏi đó, mở vai xoay ra sau, 3 2 1, trả về, vươn ngay tay lên, đi sâu vào, trả cái chân phải và bắt chân trái qua, rồi tay trái chống ra sau, trường tới chịu cái khuỷu tay phải kìm cái đầu gối lại nè, đưa cái khuỷu tay qua, đưa cái khuỷu tay qua, hóp bụng lại, kìm lại, đúng rồi, khóa nó lại, rồi xoay trái, thở ra, mở tay đi nào, vai xoay đến đâu cầm xoay theo đến đó, hóp bụng lại, thở, xoay ra sau, hóp bụng, thở, 5 4 3 2 1, hít vào, bây giờ trả cái tay trái trở về ngang hông, để co cái tay phải lại, luồn tay phải vô trong chân trái, luồn nó vô, không không đang ở bên đây, luồn nó vô, đúng rồi, luồn sau vô, tay trái mình sẽ, tay phải mình sẽ cứng hơn tay trái, rồi xoay tay trái ra sau, nắm tay phải, mở vai, vai xoay đến đâu xoay cầm theo đến đó, ép mông xuống, hóp bụng, thở ra, hóp bụng sau thêm, thở 5 4 3 2 1, trả về, hít sâu vào, vươn tay trả chân về, vươn hai tay lên, từ từ cong lưng ra phía sau, xiết cơ bụng lại, thở, đây 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 đây, cong lưng ra phía sau, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, xiết cơ bụng lại, thở ra, nằm xuống luôn, nằm xuống, thở ra, hít sâu và thở chậm ra, hai tay dang ngang, úp bàn tay xuống sàn, hít sâu vào,
Nâng chân phải lên 45 độ, vuốt mũi chân ra, siết cơ bụng lại giữ. 5. Siết cơ bụng lại, duỗi căng mũi chân ra, duỗi mũi bàn chân ra. 4, 3, 2, 1. Hít vào, co đầu gối lại đi nào. Tay trái đặt bên trên đầu gối phải. Tay trái đặt lên đầu gối phải. Rồi ép cái đầu gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra. Xoay mặt qua, thở ra đi nào, vặn người, thở rất tốt. Bàn chân phải kê vô ngay đùi trái, giữ nó lại, thở đúng rồi. Vặn xoắn thải độc ra. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít sâu vào, duỗi chân phải ra 45 độ, hạ xuống, thở ra. Hít vào, siết bụng, nâng chân trái lên 45 độ, siết cơ bụng lại 45 thời. Siết chắc bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, co gối, đầu gối góc vuông, hít sâu vào. Tay phải đặt bên trên gối trái, ép gối qua bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở ra. Rồi ép đầu gối tới sàn và xoay mặt qua cho lỗ tai tới sàn, xí sau cơ bụng lại, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít sâu vào, duỗi chân ra 45 độ, thở ra hạ xuống. Hít thở sâu. Hai chân khép sát, hai tay dang ngang úp bàn tay xuống, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng hai chân lên 45 độ, siết cơ bụng là giữ 45 thôi. Nhà sờ vô cơ bụng cứng lên, gồng cứng nhắc lên, và sờ vô tay không lún vào bụng mình luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Gót chân vào, hít sâu vào. Ép hai gối qua bên trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Ép gối gần tới sàn nhưng không cho nằm xuống sàn, giữ nó lại luôn. Siết cơ bụng và giữ nó. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít sâu vào. Ép gối qua phải, xoay mặt qua trái, thở ra. Ép qua, thở ra, xiết cơ bụng lại, thở giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít sâu vào. Vòng hai tay ôm đầu gối, ép đùi sát bụng ngực, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. 5, 4, 3, 2, một. Lăn lưng nhẹ nhàng, massage lưng, hít thở sâu. Lăn lên xuống luôn em, lên xuống, thả lỏng, hít thở sâu. Hạ xuống, lăn phải, trái, phải, trái, massage chiều ngang cột sống, hít thở sâu vào. Nắm tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do xuống. Chậm chậm xoay mặt qua bên phải, lỗ tai chạm sàn. Chậm chậm xoay mặt qua bên trái, lỗ tai chạm sàn. Trả về giữa, duỗi cổ căng hướng vào ngực, hóp bụng ép sát thắt lưng xuống. Buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu.